Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay bên công ty khuôn mẫu bê tông Minh Thiên lại quay để giới thiệu những sản phẩm. Như các bạn đã thấy, đây là kho của bên công ty mình. Đây là sản phẩm lục bình này, với kích thước là 47. Đấy, mình quay gần để cho các bạn nhìn rõ này. Sản phẩm này là chất liệu là nhựa ABS, rất đẹp nhá, hàng sắt nét. Đổ ra sản phẩm thì các bạn yên tâm nhé. Đây là lục bình 60 này, kích thước nó 60 này. Đây là mặt trong của nó này. Đấy, rất đẹp nhá, hàng nhẵn bóng. Ngoài ra còn có lục bình bát sen này, lục bình bầu kích thước 48 này. Đây là máng này, máng cầu con tiện lục bình này. Đây là cầu 4 lỗ này. Đây là sản phẩm chậu mới về. Đây, bên mình đang lắp ghép sẵn một số sản phẩm mẫu. Đây, chậu tròn, chất liệu nhựa dẻo nhá. Đây là chậu lục giác thống cao, chậu chữ nhật. Bóng chùa, các khuôn bóng chùa chân tảng nhà sàn. Đây là khuôn bóng sen ở trên đầu cột cổng. Gạch ô số 8. Khuôn hàng rào tài phú, chất liệu nhựa dẻo, rất là bền. Đây là khuôn bóng tròn để trên các đầu hàng rào. Khuôn này thì bên mình có cả hàng nhựa và hàng sắt nhé. Hàng sắt thì cái gò hào chỉ này nó sẽ nhiều hơn, là mình chỉ việc đổ ra mình ốp lên cột hàng rào là được. Còn cái khuôn nhựa này thì nó chỉ có một đường gò vào. Đây là các khuôn bằng chất liệu nhựa composite chân chậu. Đây là phù điêu này, mẫu phù điêu này. Đây là con sơn, gọi là xích đông, tùy từng vùng miền. Con sơn bên mình thì có 4 kích thước, 3 kích thước là con sơn vuông và 1 kích thước con sơn chéo nhé. Đấy, hàng rất là đẹp, sắc nét. Ngoài ra là còn có sư tử này. Đấy, to nhỏ, mẫu sư tử to nhỏ. Đây là các sản phẩm về trang trí, chất liệu là nhựa composite, bên xưởng mình tự gia công. Có đấu dầm này, dây chuông này, mặt nguyệt này, tứ quý này, hoa hồng dán này, hay đồng tiền các loại. Đây là phào này, mình có mấy mẫu phào mới này. Đấy, mình quay gần cho các bạn xem nha. Đây là mẫu phù điêu này, hai mẫu phù điêu. Mẫu bên ngoài này là cao dài 1m2, còn mẫu bên trong là dài 1m5. Đây, các mẫu hàng rào này. Hàng rào bên mình có hàng rào sen này, hàng rào vệ sĩ này, hàng rào đá đục này, hàng rào tài phú nãy mình vừa quay này, các loại đấu cột này. Đấu tròn thì có kích thước 20 này, 25 này, 30, 40, 35, 50. Và đấu cột vuông. Đấu vuông thì mình có kích thước 25, 30, 35, 40. Đấy, đây là những sản phẩm bên mình treo mẫu này, để mẫu lên này.
Đây là các mảnh của khuôn chậu chưa lắp ghép. Đây toàn bộ hàng rào Tài Phú, nhà mình về rất nhiều nhá. Về hơn 500 bộ. Bây giờ bán còn 200 bộ nữa. Đây các mẫu khuôn sắt. Khuôn sắt này, các loại ô gió này, chữ thọ này, cửa sổ hay hàng rào này. Đấy, cửa sổ thì các bạn có thể tùy đặt kích thước to nhỏ nhé. Khuôn sắt là bên mình gia công là các bạn có thể đặt kích thước tùy ý. Đây là trụ lan can biệt thự này. Các loại gạch này, gạch sân vườn này, 8 lỗ và 2 lỗ. Các bạn bên xây dựng thích sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho bên mình nhé. Bên mình có hai nhân viên bán hàng chính, nhất là bạn Liên, số điện thoại là 0964 230 213, và chị Quý, số điện thoại là 0981 441 808. Kho bên mình còn rất nhiều những sản phẩm bên trao bằng sắt này, con sơn sắt này, đóng khô này, rất nhiều nhá. Mình không thể quay hết được tất cả được thì mình giới thiệu sơ qua một số sản phẩm. Các bạn cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp. Bên mình vận chuyển chủ yếu thì qua đường bưu điện, hoặc là tiện xe thì mình chuyển cao tốc cho khách. Cung cấp trên mọi miền đất nước nhé. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại vào lần quay sau nha.